theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Cần Thơ, tình hình sản xuất qua kiển phục vụ tất nguyên đáng giáp thình năm nay giảm so với năm trước. Đến thời điểm này, các hợp tác xã qua kiển các nông hộ trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã xuống giống gieo trồng hơn 1 triệu chậu qua kiển các loại, giảm hơn 16% so với dịp Tết năm trước. Các loại qua kiển được trồng tập trung nhiều nhất là cúc, dạng thọ, mai dạ thảo, các tường, hồng, ớt kiển, tắc kiển, dân dân. Hiện các hộ cũng đã kết nối với tiểu thương để bán số lượng lớn với giá bán sỉ có cao hơn từ 10 đến 30 ngàn đồng một cặp tùy loại. Nguyên nhân số lượng trồng giảm là do nông hộ nhận định người tiêu dùng đang tiết kiệm thắt chặt chi tiêu. Ngoài quận Ninh Kiều đang sắp xếp lại lô xà qua kiện Tết, thì các địa phương trên địa bàn cũng đã bố trí cho các tiểu thương mặt bằng để kinh doanh qua kiện Tết phục vụ người dân.